Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 28 của chúng ta. Với câu số 28, chúng ta sẽ có đây là hình thái của câu xem nào. À, chúng ta hãy đi đến nhà ga để tiễn cô ấy. Thì chúng ta sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc see somebody of tiễn ai đó. Cô chọn được 28 là ý C. Sau 28, chuyển được câu sang 29 của chúng ta. Với câu số 29, chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Trở câu số 29, chúng ta sẽ cấu trúc là recall hồi tưởng lại. Sau so Rico cậu vấp in, nhớ yeah. là tôi không thể nhớ là đã xem cái bộ phim đó nhưng có lẽ là tôi đã xem một vài năm trước vậy là nhớ đã làm gì cô chọn được câu số 29 là ý d sau 29 chuyển cho cô sang câu 30 của chúng ta 30 dịch là Henry sẽ thi đỗ bằng bất cứ giá nào thì cô sẽ có cụm từ là by any means bằng bất cứ nào, giá nào Hay 30 cô chọn được ý a sau 30 chuyển cho cô sang 31 của chúng ta Where have you been hỏi Bạn đang trốn ở đâu? Cô ta hỏi. Cô ta hỏi tôi là sau cái từ đề hỏi này phải cộng chủ ngữ vấp câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Với chủ ngữ vấp cô sẽ bỏ đi ý B, đúng chưa? Bỏ đi ý C. Vậy cô sẽ có đằng trước từ ớt là quá khứ, đằng sau phải đùi thì cô chọn được 31 ý D. Sau 31 chuyển cho cô sang 32 của chúng ta. 32 cô có after, sau after chia quá khứ hoàn thành. 32 cô chọn được ý D. Sau 32 chuyển cho cô sang 33 của chúng ta. 33 gì ạ? Đây có phải là cái bộ phim, vẫn phải là đây có phải vẫn là cái bộ phim mà chúng tôi đã xem năm ngoái không? Thay thế cho danh từ bộ phim, cô sẽ dùng đại từ quan hệ là which. Sau ba chuyển được cô sang ba tư của chúng ta. Ba tư, chúng ta có trạng thời gian at the moment, trạng gian của thể hiện tại tiếp diễn. Cô chọn được ba tư của chúng ta là ý đề. Sau ba tư, chuyển cho cô sang câu ba 35 Ba năm chúng ta sẽ có can't stand, cộng verb in, không thể chịu được, không thể nhịn được. Ba năm chúng ta sẽ chọn ý A. Câu số 36 chúng ta căn cứ cho cô bằng cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc make you tận dụng. Đúng không ạ? Cô chọn được 36 ý C. Câu 37 bạn sẽ căn cứ bằng had seen. What well, had seen này. Thì đằng nó sẽ điều kiện lại 3, điều kiện lại 3 đằng sau nó sẽ dùng would have a behind. Câu số 38 bạn nên tập trung vào những điều mà người phỏng vấn đang nhận và cố gắng trả lời tất cả câu hỏi. Có từ effort, chúng ta sẽ đi với cụm từ cố định make a real effort to do something. Cố gắng để làm gì? 38 cô chọn ý A. Câu số 39 có xin chuyện tại hoàn thành. 39 cô chọn được đáp án là ý C câu số 40 của chúng ta xem câu này như sau này. Với câu số 40 chúng ta sẽ có children đứa trẻ sang là động từ. Vậy ở đây cô cần một đại từ quan hệ thay thế cho người mà phải đóng vai trò làm chủ ngữ của câu. Thì cô sẽ chọn được câu 39 của chúng ta là ý c Câu số 40. Trước buổi phỏng vấn bạn lên gửi một lá thư giới thiệu, à một lá thư xin việc. Một lá thư xin việc chúng ta sẽ có sau giới tự ợp, của cần danh từ. Cần danh từ cô bỏ A, bỏ C. Cô có ý B với từ applicant người xin việc, application đơn xin việc. 41 cô chọn D. Sang 41 chuyển được cô sang 42 của chúng ta. Cô ấy sẽ gọi cho bạn ngay lập tức nếu cô ấy cần sự giúp đỡ. Có út thì cô này ra điều kiện lại 2. Điều kiện lại 2 mạnh đi ít chia quá khứ đơn, cô chọn được 42 ý A. Câu số 43. Thằng bé bị phạt bởi giáo viên ngày hôm qua. Có yesterday là quá khứ đơn. Nhớ không ạ? Đây cần động từ chính mà lại cần ở dạng bị động của quá khứ đơn. Cô dễ dàng chọn được 43 ý B. Câu 44 có ơ quá khứ đơn. 44 cô chọn ý A. Câu số 45 có ơ điều kiện loại 2. Cô chọn được câu 45 ý A. Câu số 46 của chúng ta. Chúng ta sẽ có là bạn có thể tra từ mới trong từ điển. Chúng ta dùng từ. Câu 47 tôi không thể tin được cái xe đạp của tôi đã bị lấy trộm một vài phút trước có ơ là quá khứ đơn nếu có ơ là quá khứ đơn mà cái xe đạp bị lấy trộm chứ không tự lấy trộm vậy cần bị động bị động quá khứ đơn câu 47 cô chọn được ý b câu số 48 cô có the day before do yesterday đổi thành đúng không yesterday đổi thành nhá thế bình thường yesterday là quá khứ rồi vậy chuyển sang the day before lùi một thì nó phải thành quá khứ hoàn thành cô chọn được 48 ý c Câu số 49 chúng ta sẽ có interest đi vào giới từ in chứ không ở. Đúng chưa? Keen thì phải đi vào giới từ on chứ không in Fun thì phải đi vào giới từ up Vậy cô suy ra được 49 ID Tất cả những câu trúc này nghĩa là thích làm gì Em trai tôi rất là thích siêu tập những con sò biển Ok các bạn thân mến Vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài hôm nay của chúng ta Nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc gì Các bạn hãy comment dưới bài viết trong nhóm của chúng ta nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video ngày mai